Kìa, cành bé thế mà kia mà nó đậu được kìa. Giỏi không? Chân nó bé tí à? Chân bé tí nhưng mà người nó to, nó nặng. Thế mà nó đỗ được nhỉ? Đỗ trông thì thôi nhưng mà trông xa nó bé này thôi, nhưng mà đứng đây thì nó to phết đấy không ạ? Đúng. Bằng người ấy thì nó đỗ được, nó mới đỗ. 8 lạng thôi, 7-8 lạng. 4 con đậu trên đấy. Con này nó phải 7-8 lạng, cần cân. Tôi nhìn nó ra 7-8 lạng, tôi nhìn đây đấy, 7-8 lạng thôi. Đấy, đậu ngựa đâu vào 7-8 lạng thôi. Hay không? Trông cái đậu này. Ôi, nhìn con gà cân mấy là nó đã to. Hay không? Cân mấy là to đúng. Những cái cây tràm này nó đổ xuống là chiêm đậm. Cây tràm. 7-8 lạng này nó được nửa cân ạ. Được rồi mà. Ăn ngọt rồi.